Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Trong ngày lễ Halloween, chắc chắn chúng ta sẽ thấy những chiếc đèn lồng bí ngô phát sáng, những quả táo Bonoma hay những món ăn rùng rợn. Vậy tại sao Halloween lại gắn liền với những điều như thế? Hãy cùng Kênh Báo Nói tìm hiểu nhé! Vì sao quả bí ngô lại được tỉa theo hình mặt người cười toét miệng? Theo truyền thuyết của người Ireland, thì xưa có một anh chàng biệt danh là Jack Hà Tiện. Một hôm, anh chàng này mời quỷ đi uống rượu, nhưng Jack Hà Tiện lại không muốn trả tiền. Nên chàng ta bèn dụ con quỷ hãy hóa phép tự biến thành đồng tiền để Jack Hà Tiện mua rượu cùng uống cho vui. Khi quỷ nghe bùi tai liền biến thành đồng tiền, thì Jack nhặt ngay bỏ vào túi áo. Trong đó có sẵn một thánh giá bằng bạc, khiến quỷ không thể trở lại nguyên hình. Nhưng rồi sau đó, ông đã giải phóng cho quỷ với điều kiện là quỷ không được quấy nhiễu Jack trong suốt một năm. Nếu ông chết, quỷ cũng không được thu linh hồn của ông. Cho đến năm sau, Jack lại đánh lừa được quỷ leo lên cây cao hái quả. Trong lúc quỷ còn đang lay hoay trên cây thì Jack khắc thánh giá vào thân cây. Quỷ sợ không dám leo xuống cho đến khi quỷ hứa không được quấy nhiễu ông thêm 10 năm nữa thì ông mới buông tha. Không lâu sau đó, Jack Hà Tiện qua đời, hồn ma của ông đều bị thiên đường và địa ngục từ chối. Quỷ không bắt hồn ông và chỉ cho ông một cục than hồng để giữ ấm trong đêm tối. Jack Hà Tiện bỏ cục than cháy đỏ vào trong một củ cải tròn, khoét ruột làm đèn và từ đó cứ luẩn quẩn khắp dương gian. Người Ireland gọi đó là Jack O'Lantern. Người Ireland khoét ruột củ cải tròn hoặc củ khoai tây theo hình mặt người láo cá, như vậy đem bày bệ ở cửa sổ hay gần cửa ra vào để xua đuổi những hồn ma vất vưởng khỏi xâm nhập vào gia cư của họ. Khi đến Hoa Kỳ, người ta thấy rằng quả bí ngô rất thích hợp khoét ruột tỉa hình mặt anh chàng Jack. Quả bí đỏ xưa nay vẫn tượng trưng cho sự phong phú của mùa màng miền Bắc Mỹ, được trồng rất nhiều tại Hoa Kỳ. Hàng năm, vào trước ngày lễ Halloween mấy tuần, các nông gia mở hội thi xem ai trồng được quả bí to nhất. Quả bí khổng lồ từng phá kỷ lục thế giới, nặng hơn 536 kg, cao gần 1 mét và chu vi gần 4,5 mét. Đến những món ăn rùng rợn trong ngày lễ Halloween. Theo truyền thống, lễ hội là thời điểm mà những người ngoại giáo tích trữ nguyên vật liệu và giết mổ vật nuôi để dự trữ trong mùa đông. Người Gaelic tin rằng vào ngày 31 tháng 10 là thời điểm ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cái chết trở nên nguy hiểm cho sự sống do những nguyên nhân như bệnh tật hoặc phá hoại mùa màng. Các lễ hội thường có liên quan đến lửa ăn mừng, khi đó thì xương các con vật nuôi bị giết thịt được ném đi. Trang phục hóa trang và mặt nạ cũng được mặc trong lễ hội nhằm cố gắng bắt chước các linh hồn quỷ dữ hay làm xoa dịu chúng. Và cùng với những trang phục ghê rợn đó là những món ăn cũng không kém phần ghê rợn trong bữa ăn dành cho gia đình mình mà có hình dạng dường như thường ngày chỉ dành cho ma quỷ ăn. Những món ăn đặc trưng của ngày Halloween là món súp bí. Trẻ con thì mê mẩn bánh Halloween, bánh quy Halloween vì hình dáng ngộ nghĩnh và màu sắc rực rỡ. Tuy nhiên, các món ăn trong ngày Halloween cũng được làm rất sáng tạo để không khí thiệt trở nên rùng rợn. Từ những món ăn ngọt, đến các loại bánh, đến các loại đồ uống mặn ngọt đều được người ta sáng tạo thêm những phong cách quái dị nhất mà không phải ai cũng dám ăn. Đơn giản, bạn có thể mua xúc xích về, sau đó rửa sạch vây cá cắm ở đầu của cây xúc xích để tạo ra một món ăn như những ngón tay của con người thật. Hay bánh sô-cô-la nhân kem, các hình ma chơi, những ống máu ma cà rồng được làm từ nước bí rợ đặt trong lòng gỉ sắt. Hay từ xúc xích và bột mì, bạn có thể làm hình một xác ướp bằng cách bạn cán bột mì mỏng và quấn quanh những cây xúc xích bớt lại phần đầu để làm mặt, dùng sô-cô-la hay dùng những hạt đỗ đen để làm mắt. Để thêm rùng rợn hơn, cũng từ bột mì, bạn có thể nặn bột thành những cái xương người, sau đó đem chiên vàng. Thay vì dùng bột mì, có thể cắt khoai tây thành những chiếc xương người, hay dùng dao nhọn khoét lỗ thành hình người rồi đem chiên đến khi vàng. Hoặc người ta dùng bột mì nhào kỹ, sau đó viên thành những viên nhỏ có chiều dài khoảng 30 cm, sau đó phần dưới bóp nhẹ tạo thành ngón tay, còn phần trên nặn thành hình móng tay, hoặc có thể dùng hạt dưa cắm lên đầu ngón tay để làm móng, nhưng không phải ai cũng dám ăn. Chuyện về quả táo Pomona.
cây táo từ lâu đã được gắn với hình ảnh nữ thần bất tử và trí tuệ. Nếu bổ ngang một quả táo sẽ lộ ra hình ngôi sao năm cánh, biểu tượng cho nữ thần trong niềm tin của người châu Âu ngày xưa. Táo Pomona là những quả táo được thả trong chậu nước hoặc trên sợi dây. Những thanh niên tới tuổi cập kê tìm mọi cách để lấy quả táo và người nào làm được thì sẽ là người sớm lập gia đình. Ngoài ra, còn có truyền thuyết dân gian khá lý thú như ai gọt vỏ táo Pomona trước một cái gương bên cạnh một cây nến cháy thì sẽ nhìn thấy hình ảnh của người vợ hoặc người chồng tương lai trong gương, hoặc cố gắng giữ vỏ táo càng lâu thì cuộc đời của bạn càng được kéo dài. Người châu Âu thì cho rằng những bộ trang phục kỳ quái trong ngày Halloween không phải có xuất phát từ người Celtic mà nó có xuất xứ từ những người châu Âu. Vào thế kỷ thứ 9, ngày 2 tháng 11 hàng năm, và cũng là ngày cầu cho các linh hồn, những giáo dân thường ăn mặc giống như những kẻ ăn mày rồi đi từ làng này sang làng kia để xin những mẫu bánh vụn tượng trưng cho thức ăn nuôi dưỡng linh hồn. Những người này tin rằng họ càng xin được nhiều mẫu bánh thì linh hồn của những người thân của họ sẽ được nhận càng nhiều những lời cầu nguyện. Các giáo dân tin rằng những lời cầu nguyện này sẽ giúp cho những linh hồn của người thân của họ còn mắc kẹt ở đâu đó sẽ được lên thiên đàng. Không chỉ dùng để trang trí, đèn lồng bí ngô hay táo Pomona đều có những ý nghĩa hết sức đặc biệt của nó. Một mùa Halloween nữa đang tới. Kênh Báo Nói kính chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày lễ thật thú vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại!